chào quý vị khán giả. Đố quý vị khán giả biết hôm nay Quý Bình đến gặp Dr. Khỏe để làm gì nè? À, loáng thoáng nghe nhắc đến tên mình chị ta. Dr. Khỏe đúng là linh thiệt. Mới nhắc tên thôi là xuất hiện ngay. Quý Bình đúng thiệt là biết nói đùa nha. Dr. Khỏe, sao tự nhiên Quý Bình thấy trong người nó khang khác? Sao sao đó Dr. Khỏe? Nè, Quý Bình thấy trong người không ổn hay sao vậy? Tự nhiên Quý Bình thấy nó chóng mặt rồi, nó choáng váng mặt mày rồi, người nó cứ bụng rủng rồi. Từ sáng đến giờ Quý Bình có ăn cái gì chưa? À, hồi sáng này ở nhà má Quý Bình đã luộc sẵn khoai mì nhiều lắm. Mà đó là món Quý Bình khoái nữa, cho nên là sáng này ăn khoai mì hơi bị nhiều. Ôi trời ơi, vậy là Quý Bình mắc chứng say khoai mì rồi. Để Dr. Khỏe nhờ khoai lang Dương Ngọc ra đây giúp nha. Dr. Khỏe gọi con ra có điều gì dạy bảo không ạ? À, con mau vào bếp lấy một ít khoai lang, gọt vỏ, giã nát, vắt lấy nước cốt rồi mang ra đây cho Dr. Khỏe nào. Dạ vâng, con sẽ đi làm liền. Ủa, Dr. Khỏe, đây là bạn trẻ nào mà Quý Bình chưa biết vậy? Khoai lang Dương Ngọc mới gia nhập ngôi nhà chung của chúng ta. À, thì ra là vậy. Ủa, nhưng mà khoai lang Dương Ngọc có thể giúp Quý Bình chữa cái chứng say khoai mì được hả Dr. Khỏe? Khoai lang Dương Ngọc có thể chữa được ngộ độc khoai mì đó nha. Ủa, nếu vậy thì hay quá rồi. Dạ đây đây, Dr. Khỏe ơi. Cảm ơn em nhiều nha, khoai lang Dương Ngọc. Hay quá, khoai lang Dương Ngọc giỏi quá. Dr. Khỏe, hay là sẵn đây Dr. Khỏe có thể chia sẻ thêm về những công dụng của em khoai lang Dương Ngọc đối với sức khỏe của mình được không? Tất nhiên rồi nè, khoai lang Dương Ngọc có thể chữa trị chứng say tàu xe rất hữu hiệu nữa đó. Chưa hết đâu nha anh. Thường xuyên ăn nhiều khoai lang có thể giúp chị em phụ nữ giảm cân, chống lão hóa, làm đẹp da đó nha. Do trong khoai lang có chứa vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, axit amin và rất nhiều các loại nguyên tố vi lượng như là canxi nè, sắt nè, magie nè, kẽm vân vân. Tác dụng của khoai lang Dương Ngọc thiệt là tuyệt vời luôn đó. Nãy giờ Quý Bình thấy những cái triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, khó chịu là hoàn toàn không còn nữa luôn. Còn nữa nha, khoai lang Dương Ngọc còn có tác dụng trong ổn định huyết áp và giảm rủi ro mắc các chứng về tim mạch. Khoai lang khi phơi khô chứa nhiều vitamin chống nhiễm mỡ, sơ gan đấy ạ. Vậy là chúng ta nên sử dụng khoai lang Dương Ngọc trong những bữa ăn hàng ngày luôn, phải không Dr. Khỏe? Trong khoai lang có chất đường, ăn nhiều khi đói sẽ gây tăng tiết dịch vị, làm nóng ruột, ở chua, hơi trướng bụng. À, để tránh cái tình trạng này, khoai phải được luộc, nướng thật chín hoặc cho thêm ít rượu để phá hủy chất men. Riêng với các trường hợp bị tiêu chảy, viêm dạ dày, đường huyết thấp nên hạn chế ăn khoai lang nha quý vị khán giả. À, mà Quý Bình còn được biết á, là trong vỏ khoai lang chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Vậy nên là khi mà mình nấu khoai lang là mình không nên gọt vỏ, phải không đó Thu Khỏe? Hầu hết vỏ của các loại củ quả đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, nếu chúng ta gọt bỏ thì phí lắm. Quý vị khán giả nhớ lưu ý những điều rất là bổ ích mà Dr. Khỏe vừa chia sẻ cho chúng ta nha. Ê chết, đến giờ Dr. Khỏe phải đi dạy học rồi. Ê, khoan Dr. Khỏe, Quý Bình phải chào khán giả cái đã chứ. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nha.